Đất Đồng Radio xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp truyện ma Đừng Phạm Vào Nơi Ở Của Người Khuất Mặt, tác giả Ngọc Sơn, tập 2, phần 2. Lúc này cái lưng đau nhói, thân thể rã rời, tôi lồm cồm bật thẳng người dậy. Cái đầu vừa da phải một vật gì đó cứng ngắc. Ui da, đau quá. Cái thằng, sao vậy con? Ủa, ba má sao mà nằm mơ hét toáng lên vậy hả con? Dạ, con không biết nữa. Cứ nằm là thấy cái gì đó không hả ba? Thôi, ba má về ngủ đi, con không sao đâu. Khổ thân chưa, mày học ít thôi, đổ khùng bây giờ đó. Nằm ngủ lại đi con. Dạ dạ. Thở hắt ra một hơi, hai cơn ác mộng cách nhau chỉ vài chục phút. Những thứ ghê rợn đó sao cứ ập đến dồn dập như vậy? Dù là mơ thôi, nhưng những hoạt cảnh lại chân thật đến rợn người. Cảm giác như nó đang ở trước mặt vậy. Rõ ràng lúc nãy đang cố cất sách vở vào trong cặp mà, ngủ lại lúc nào hay thật. Còn cái cảm giác đau bụng dữ dội nữa, nửa mê nửa tỉnh. Có khi nào bản thân đã phạm vào điều kiêng kỵ mà bà ba đã dặn từ lần trước hay không? Đúng là có vong hồn đã bắt gặp tôi, nhưng cả hai đâu có làm gì ảnh hưởng đến nhau. Hay là do tôi được nhìn thấy bọn họ, và họ cũng cảm nhận được điều đó. Từ trước đến nay chưa bao giờ nằm mộng kiểu như vậy, tự dưng đâu lại dính vào mấy cái chuyện này làm gì không biết. Sau một đêm mất ngủ, sáng nay lên trường mà mắt mở không lên, miệng cứ ngáp vắng ngáp dài như thiếu thuốc. Vừa bước chân vào hành lang, tự dưng hai vai nhún lạnh, bất giác nhìn quanh một lượt, có cảm tưởng như họ vừa mới xuất hiện ở đây. Nè, bộ qua mới khám bộ môn cắt đá hả? Dẹp mày đi, tao đang đau đầu nè. À, mà hôm qua mày không có qua nhà tao thiệt đó hả? Cái thằng này hay thiệt. Bộ có ai giả dạng tao lừa mày hả? Không, tao xác minh lại lần nữa thôi. Nè, tao nghi lắm nha. Từ cái lần mà mày đi vô toilet nam chiều hôm đó, cho tới bây giờ, tao cứ thấy thái độ mày lạ sao á. Mày bị ma nhát rồi phải không? Không, nhưng mà tao thấy ma. Hả? Thằng Long tự dưng hét lên, khiến cho cả lớp quay xuống nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Cái thằng này lần nào gặp chuyện là đều phản ứng thái quá như vậy. Đúng là không nên tiết lộ cho nó biết thì hay hơn. Nhưng mà khẩu nói bây giờ lỡ lời mất rồi. Với lại cả trong chuyện này, dù muốn dù không, tôi cũng phải có đồng minh. Càng lúc càng thấy nó bí ẩn và đáng sợ lắm. Nè, nhỏ cái miệng lại, ngồi im nghe tôi kể nè. Rồi tôi thuật lại không sót một chi tiết nào. Từ lúc vào nhà vệ sinh nữ bắt gặp cái bóng đen, rồi đến chuyện ghé hỏi bà ba, và cuối cùng là cuộc thám thính cùng với giấc mơ kỳ lạ đêm qua cho nó nghe. Nghe đến đâu, nó thun người lại đến đó, chân tay xoa lấy xoa để như kiểu hải hùng lắm vậy. Ê, tao bị tao không sợ, mà mày nghe kể tao phản ứng ghê vậy. Nó ghê thiệt mà. Bữa tao nói mày không nghe, nhưng mà mày nói thật không đó? Sao tao thấy ớn quá vậy? Trời ơi, tao đố láo tao làm con mày đó. Cái lúc mày bỏ về á, tao bắt đầu gặp những hiện tượng lạ, cho nên mới ráp tao theo dõi. Giờ gặp cái chuyện hôm qua đó. Nè, đừng có nói mày hỏi tao đêm qua có qua nhà mày hay không, là có liên quan tới chuyện này nha. Chính xác là vậy đó, tao mới lo đây nè. Mày nói, càng nói tao càng sợ. Tao nghe nói á, nếu như mà hợp tuổi hợp mạng, các vong hồn sẽ đi theo để mà tìm cách hại mày đó. Trời, mày nghe đâu hay vậy, tao còn chưa biết thật hư như thế nào đó. Thì tao đọc trên mạng với câu chuyện ma thôi, không biết có đúng không nữa. Nhưng mà thường nó đi theo á, toàn là hại không à. Tao đang tính chút nữa ra về á, ghé nhà bà ba hỏi chuyện đi nè. Bữa bà cản mà tao không có nghe, thà tìm đến nhờ giúp đỡ, chứ mà tới để hại á, thì không biết đâu mà lần. Đêm qua nếu mà có mày ở đó, chắc mày chết luôn đó Long. Thôi, tao đã cảnh báo rồi. Bữa đó 3 phút sau á, mới nghe vọng lại cái tiếng cười mà. Rồi, là lỗi của tao. Thôi vô học đi. Đang ngồi học tiết thứ 3, thì tự dưng tôi nghe một tiếng hét to vang lên. Có bộ môn cũng dứt cây phấn, rồi dội dã chạy ra ngoài. Cả lớp được một phen xôn xao náo động.
Tiếng la hét thất thanh đã đánh động toàn bộ khối 12 ở đằng sau. Tất cả cùng ùa ra để hóng hớt tình hình. Mọi người đang tập trung rất đông ở trước nhà vệ sinh nữ. Bác bảo vệ bế một con nhỏ ở trên tay, hình như nó ngất xỉu thì phải. Thân thể mềm nhũn cả ra. Nè, có chuyện gì vậy tụi bay? Nhỏ nào vậy? Hình như là con Trang 12A1 đi toilet làm sao á mà hét toáng lên rồi ngất xỉu luôn à. Tôi vừa nghe đến đó thì bất chợt thấy một cái bóng đen đang vụt ra từ bên trong nhà vệ sinh nữ và mất hút ở bờ tường nhà vệ sinh nam. Nè, gì mày? Mày không thấy gì hết hả? Miệng lắp bắp không nói nên lời. Tôi chỉ kịp ngoái đầu nhìn theo trong khoảnh khắc nó mất hút đi. Chính là con đường ngày hôm qua, nơi mà cái bóng đen đầu tiên xuất hiện. Nè đất, mày sao vậy? Không sao. Con nhỏ đó sao vậy mày ha? Ai mà biết, mày đi mà hỏi nó đi. Đợi tao chút. Gì hả? Mày đi thiệt luôn hả? Tôi chẳng biết tại sao lại quay người đi theo bác bảo vệ luôn. Còn 10 phút nữa là hết tiết, cho nên cũng không sợ. Có điều sự liều lĩnh này chính là do cái bóng đen bất thình lình xuất hiện ra. Theo chân bác lên phòng y tế, mấy đứa bạn cùng lớp với nhỏ cũng xúm xít vào bên trong. Vì quá đông cho nên tôi chỉ dám đứng bên ngoài hóng hớt. Mãi một lúc sau mới nghe tiếng xì xầm to nhỏ. Hình như là nhỏ Trang đã tỉnh lại rồi thì phải. Lúc này trống đánh ra chơi ồn ào, cho nên không tài nào nghe rõ được nội dung ở bên trong. May thay, cuối cùng cũng có mấy đứa đi ra bên ngoài. Nè, nhỏ Trang lớp bạn xỉu hả? Nhưng mà nghe nó kể ghê lắm. Nó gặp ma hả? Gặp ma? Làm gì có chuyện đó? Thì tôi cũng nghĩ vậy. Chắc nó mệt xỉu cho nên nói sảng thôi. Bây giờ tỉnh lại là đỡ lo rồi. Ủa, bạn là cái gì của nó? Tại không. Tại bạn bè cùng khối thắc mắc hỏi thôi. Hot girl lớp tôi đó. Không phải dễ ăn đâu nha. Xin lỗi chứ mặt hàng này thì có cho. Thì tôi cũng lấy. Nhưng mà bây giờ tâm trí còn đâu nghĩ đến nữa. Cái bóng đen kỳ quái đó đã làm lu mờ tất cả rồi. Sau một hồi thăm hỏi thì tụi kia cũng ra ngoài hết. Tôi liếc vào chỉ thấy mình nhỏ và cô y tế đang ở bên trong thôi, nhưng đang dặn dò cái gì đó. Rồi cô cũng ra ngoài. Chắc là không sao. Nhưng mà nhỏ vừa nhắc đến ma, chắc chắn là có liên quan đến cái bóng đen lúc nãy rồi. Không được, phải tìm cách tiếp cận để hỏi cho ra lẽ. Nhưng khổ nỗi không quen không biết bắt chuyện như thế nào đây. Lò dò cứ đi dạo rồi lại đi ra. Chào bạn. Hả? Bạn là ai? Mình là Đức, học lớp 12-6 á. Tôi trả lời, nhưng mắt lại hướng ra cửa sổ, cố gườm lại cho ra vẻ sắc lạnh và bí ẩn. Chiêu này thật sự quả rất hữu dụng. Con nhỏ liền lập tức bị sao nhãng ngay. Nè, từ từ hắn ngạc nhiên. Cái bóng đèn lúc nãy á, nó đã làm gì bạn? Kể cho mình nghe đi. Hả? Con nhỏ dường như đang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhỏ trợn mắt nhìn tôi, một chút sợ hãi, một chút hoang mang hòa lẫn với kinh ngạc đang ánh lên. Tâm trí có vẻ còn đang rất bất ổn. Nghe tôi nói như vậy, nhỏ đang rất dè chừng. Sao bạn biết? Mình không quen không biết bạn, nhưng mà mình biết cái mà bạn vừa mới gặp đó. Hả? Làm sao bạn biết được? Mọi người không ai tin mình hết. Nó ghê lắm á. Con nhỏ như bị chọc trúng vào nỗi ấm ức, bật khóc nức nở, hai tay cứ run run lên. Không xong rồi, cứ xúc động mạnh như thế này thì ngoài kia sẽ nghe thấy mất. Nè, bình tĩnh lại đi, mình tin bạn mà. Nó đi rồi, không sao hết. Không, nó ghê lắm. Mình đang rửa mặt thì nó ập ra. Cái mặt đen xì à. Rồi mình không biết gì nữa hết. Đúng như tôi dự đoán, sự việc này có liên quan đến cái bóng đen ghê rợn ấy. Nói không chừng chính là cái bóng đen mà tôi đã gặp ở nhà vệ sinh nữ hôm đó. Nó cũng phản chiếu qua gương một khuôn mặt đen xì đầy ghê rợn. Nè, được rồi, đến đi. Mình sẽ nói cho bạn nghe vì sao mình biết cái chuyện này. Được. May thật, chiêu đánh vào tâm lý tò mò của con gái đã thành công. Con nhỏ bắt đầu chuyển sang trạng thái thúc thích rồi.
Cái lúc mà bác bảo vệ bế bạn ra đó, mình thoáng thấy một cái bóng đen chạy vút theo sau rồi mất hút. Mình cũng đã bắt gặp nó cách đây không lâu, nỗi ám ảnh vẫn theo tới tận bây giờ. Và mình hiểu được nỗi sợ hãi mà bạn vừa mới trải qua. Yên tâm đi, mình tin bạn mà. Hả? Là bạn? Bạn cũng thấy luôn hả? Vậy như vậy có sao không? Mình nghe nói nếu mà ma quỷ cho người ta thấy, nó sẽ theo và hại đó. Mình sợ lắm. Không sao mà. Bạn đừng có vô đó một mình nữa là được. Sau này mà nếu có hiện tượng gì lạ, cứ qua tìm mình nghe. Bây giờ thì không sao rồi. Bạn nói thật sao? Thật, không một lời giả dối. Tôi giờ chấm nước bọt rồi đưa lên tuyên thệ, khiến con nhỏ cũng bật cười khúc khích. Mắt thì ương ướt, miệng thì cười tủm tỉm, bảo sao mà không đáng yêu cho được. Thôi mình về nghe. Bạn là Đức, học 12A6 hả? Chị nhớ tốt lắm, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đúng là con gái thay đổi thái độ nhanh thật. Hy vọng là những câu bông đùa đó sẽ giúp cho nhỏ dơi bớt đi nỗi sợ hãi ám ảnh. Còn về phần mình, tôi bắt đầu cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng. Những trong hồn đó bắt đầu cho nhiều người thấy và cảm nhận về mình nhiều hơn. Rốt cuộc là bọn họ muốn cái gì? Phải qua nhà bà ba một chuyến mới được. Tôi cố tình tạo ra một vỏ bọc bí ẩn để cuốn con nhỏ vào câu chuyện rùng rợn này. Nói không chừng ngày tái ngộ sẽ không xa. Tuy nhiên, người con gái tôi mong chờ, mong nghĩ đến lúc này lại không phải là nhỏ Trang. Bà ba ơi. Nè, cứ mỗi lần mày qua tìm tao á thì tao lại thấy lo hà. Có chuyện gì vậy ông con? Để, có chuyện quan trọng mà ba ơi. Bà ba ăn cơm chưa? Bà ăn rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi kể lại trình tự toàn bộ sự việc, bao gồm cả chuyện nhỏ Trang trưa nay cho bà nghe. Thoáng thấy một chút sững sờ, lần này bà im lặng lâu hơn thường lệ. Nè, đợi bà một chút. Bà vội vã vào nhà, lấy ra một quyển sổ đã nhàu nát. Không, nhìn kỹ thì giống một quyển sách hơn. Con nhỏ đó có đẹp không? Dạ có, nghiêng nước nghiêng thành luôn á. Bà sợ là duyên âm đó. Hả? Duyên âm là sao bà ba? Là người chết nảy sinh tình cảm với người sống. Vong hồn nếu mà nhắm ai sẽ đi theo và muốn chiếm hữu thân nữ nhi đó để làm vợ của mình. Thường thì nếu như không phát hiện ra kịp, lâu ngày suy kiệt, có thể chết chứ không có chơi đâu. Không phải ngẫu nhiên mà ban ngày ban mặt nó lại cho thấy như vậy. Nhưng mà bà ba ơi, nó cũng cho con thấy mà. Thì đó, tao mới thấy lạ. Mà nghe bà nói nè, dặn con bé đó đó, không được lãng vãng ở chỗ toilet một mình nữa. Nếu mà thời gian tới tự nhiên đổ bệnh, người lúc nào cũng thấy đau đầu mệt mỏi, thân thể rã rời, thì phải đi coi liền. Coi cái gì bà ba? Coi bói, coi thầy, xin kêu cho người ta lên, hỏi muốn gì để mà giải nhanh, để lâu nguy hiểm lắm đó. Còn chuyện bay nằm mộng cũng không có chủ quan được. Thường thì có hai cách để người ta thấy được một vong hồn. Một là cho thấy trực tiếp, trường hợp này rất là hiếm, phải ai căn mạng lớn hoặc là chính cái vong hồn đó muốn thì mới cho thấy được. Cái thứ hai này phổ biến hơn, đó chính là báo mộng, tức là sẽ gặp vong hồn đó ở trong chiêm bao. Nhưng mà thật ra theo quan niệm dân gian đó, khi nằm ngủ hồn lìa khỏi xác, lúc đó nếu có vong hồn ở gần, ai mà yếu bóng vía gặp rồi sẽ bị dẫn đi luôn, tức là không thể tỉnh dậy được nữa đó. Là chết phải không bà ba? Đúng vậy rồi. Bay mơ hai lần nhưng vẫn còn tỉnh táo, còn khỏe mạnh, chứng tỏ là phước lớn mạng lớn, hoặc là có tổ tiên quý nhân theo phù hộ. Gặp người khác thì tôi đợi rồi đó. Nhưng mà ngoài cái việc bắt hồn đi á, thì họ còn làm gì nữa không bà? Nhờ giúp đỡ hay là thỉnh cậu cái gì đó. Họ sẽ chọn những người mạng lớn rồi đi theo, hoặc cố tình cho thấy để mà cả hai giao tiếp với nhau. Ủa, giao tiếp được luôn hả? Giao tiếp bằng cách nào bà?
có nhiều dạng giao tiếp tâm linh. Ví dụ như là giao tiếp qua giấc mơ nè, giao tiếp trực tiếp, rồi giao tiếp qua thân xác của một người đồng bóng, hoặc là nhờ thầy pháp xin kêu bằng đồng xu, một mặt sắp, một mặt ngựa, đồng ý hay là từ chối cũng tượng trưng theo đó. Cái này suy cho cùng là phụ thuộc rất lớn vào vong hồn, nên không thể hướng nó theo cách mình mong muốn được. Vậy trường hợp của con là tốt hay xấu vậy bà? Con nghe mà sợ quá à, tự nhiên dính vô mấy cái chuyện này. Hay, khó nói lắm. Nhưng mà bà dặn rồi, sao bà không chịu nghe chứ? Lần đầu tiên có thể là cảnh báo thôi, nhưng mà do bay cố tình xâm phạm vào thế giới của họ, mà từ lời cảnh báo vô thưởng vô phạt trở thành những hành động đe dọa, răn đe. Nếu mà không chuyển biến, chắc chắn sẽ thành sự không lành. Tốt hơn hết là hạn chế tới lui đi. Mình thấy được cõi âm là lợi, nhưng mà thành hại không có tốt đâu. Tìm hiểu được thì bớt một mối họa, nhưng mà dấn thân vào thì họa vô đơn chí, không giỡn được đâu con. Mày nên nhớ rằng, ở cái trạng thái của vong hồn, nó không thể tồn tại hại ta bằng hành động được, nhưng nó sẽ dùng chính sự sợ hãi của con người khi hình dung về nó để mà uy hiếp tinh thần, chiếm lấy thể xác. Âm nhiều hơn dương thì trước sau gì cũng suy thoái thôi. Có những người bị duyên âm theo, đeo đẳng cả một đời, nhưng mà không tài nào thoát ra được, dù là kinh qua rất nhiều ông thầy giỏi. Bà nghĩ vậy, dù thầy bà có giỏi hay là cao tay tới đâu, thực chất thành bại nó vẫn nằm ở tâm ý của vong hồn. Nếu mà nó chấp mê bất ngộ thì chủ thể chết trước, thầy của đến cũng chỉ để nhận cái xác khô thôi. Nó đã chết từ trong suy nghĩ rồi, trong tâm ý, trong phần hồn, mà không ai có thể cứu được. Vì vậy cách tốt nhất là tránh xa đó. Nếu mà nói như vậy á, thì vong hồn là hoàn toàn là xấu hả bà? Không, vong hồn không có xấu. Thậm chí có những người ăn nên làm ra, nửa đời sau may mắn cũng là nhờ có vong hồn phù hộ, nâng đỡ. Từ xấu á, nó rất là vô chừng. Nó có thể là nghiệp mà họ phải gánh lấy từ kiếp trước, buộc ở kiếp này tâm tính phải biến chất theo. Xấu ở đây là vì họ có một mối thù chưa dứt, nỗi oán hận chưa nguôi, cho nên mới thành tà đạo. Sinh ra không ai xấu hết, tính cách sẽ được hình thành qua cách nhìn nhận về cuộc đời và những biến cố phải gánh chịu ở kiếp sống. Cuối cùng những tàn dư còn sót lại đó sẽ bị thổi bùng lên thành ngọn lửa uất hận khi mà họ được chức cho một đống bụi nhùi đầy rẫy những bất hạnh ở cõi chết. Cuối cùng sự xấu xa sẽ được tái sanh từ đống tro tàn đó. Những lời giáo huấn của bà ba thực sự rất sâu sắc, nó còn đáng giá hơn bất kỳ bài học nào được dạy ở trên trường. Đúng, trên đời không hề có kẻ xấu, chỉ là số phận buộc họ không thể tốt được mà thôi. Nhưng thay vì bấu víu vào đó và mặc cho tâm can đang tha quá giận, tại sao không đứng dậy và dũng cảm vượt qua? Nỗi uất ức suy cho cùng cũng chỉ là vì ham muốn không được thực thi. Sự hận thù cốt lõi cũng là do những thứ về mình bỗng dưng bị xâm hại hay bị đánh mất. Từ đó tâm trí bắt đầu nảy sinh ra sự so đo, bất mãn. Cuối cùng nó cũng sẽ bỏ quên tứ chi, và nỗi xấu xa tự khắc sẽ hình thành. Từ lúc ở nhà bà ba về, não bộ cứ như được khai sáng ra thêm vậy. Không thể phủ nhận nỗi sợ hãi, nhưng càng đi sâu vào thì càng thấy chuyện này quá sức cuốn hút và bí ẩn. Phàm sự đời cái gì bí ẩn thì lại càng muốn tìm cho ra lẽ. Tuy nhiên, các loại sự hứng thú đó qua một bên, điều đáng để tâm hơn chính là sự an nguy của Trang và cả chính bản thân tôi nữa. Bây giờ phải tạm thời án binh bất động, thăm dò tình hình rồi mới tính tiếp. Bà ba nói đúng, tốt hơn hết là đừng va chạm, bản thân bình an đã rồi tính sau.
Chiều lên trường học phụ đạo, vừa bước vào sân sau đã thấy dáng ai lấp ló ở trước cửa lớp. Nhìn kỹ thì có thằng Long đang đứng ở ngoài nữa. Nó mới tán được nhỏ nào xinh vậy không biết. Ê Long. Ồ, hả? Trăng. Chào Long nha. Đức tới rồi. Mình có tới việc riêng với bạn ấy. Ờ. Không ngờ ngày tái nạm lại đến nhanh hơn tôi tưởng. Con nhỏ vẫn còn mang nguyên cái cặp sách, nắm tay tôi kéo đi trong vẻ mặt nghệch dài của thằng Long. Hình như chỉ vừa kịp biết tên nhau, nhỏ Trang đã dội dã thẳng vào mặt của thằng hám gái này rồi. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho màn tra hỏi ở lớp rồi. Nè, Trang khỏe chưa mà chạy lung tung vậy? À, Trang khỏe rồi. Nè, nghe Đức nói vậy chứng tỏ là Đức biết rất rõ về cái bóng đen đó phải không? Kể cho Trang nghe đi. Ờ, Trang không sợ hả? Đức chỉ biết được chút ít đó thôi. Chuyện dài dòng lắm. Bây giờ sắp vô lớp rồi, hay là chút nữa ra về á, ghé quán nước đi, Đức kể cho. Con nhỏ kỳ lạ thật. Chẳng phải lúc trưa còn sợ hãi tới ngất xỉu luôn hay sao? Bây giờ lại muốn nghe kể về chuyện này, hay là kiếm cớ đi làm quen tôi? Không đúng, bây giờ đâu phải tháng tư. Thôi được rồi, nếu muốn nghe thì tôi kể cho nghe. Biết đâu sau này cần đến sẽ có thêm một đồng minh. À, được đó. Trang cũng có vài chuyện muốn trao đổi với Đức nè. Tí nữa mình gặp nhau ở cổng trường rồi đi ha. Ờ, được rồi. Tạm biệt con nhỏ, tôi vào lớp trong sự ngưỡng mộ của đám con trai và một thằng mặt độn đang ngồi ở dưới kia. Trầm trồ cũng đúng thôi, hot girl lớp 12A1 sang tiệm mà. Tôi vậy cũng hên, chứ mà cái tên hot boy đen xì trong toilet mà sang thì có nước bỏ của chạy lấy người thôi. Nè, ghê quá ha. Ừ, trong toilet đó, toàn thứ ghê rợn. Mà nhắc làm gì tao cũng nổi da gà nè. Ê, trò này diễn riết quen rồi. Nè, sao mày quen được hot girl hay vậy? Dù cho trăm khéo ngàn khôn, chấm. Mày không nhớ là hôm qua tao đã cất công đi theo Linh tới tận phòng y tế sao? Tao đi là vì mục đích khác, chứ nhầm nhò gì ba nhỏ gái đẹp. Tao thậm chí còn không biết được nó là hot girl nữa đó. Nè, mày đừng có xạo tao nghe. Trời ơi, mày làm ơn động não lên giúp tao đi. Tao không phải là thánh thần hay là sói ca nhà giàu đẹp trai mà chơi thử thách tán gái trong vòng vài tiếng đồng hồ đâu. Căng cái lỗ tai lên mà nghe. Lộn, đưa sát lại đây, tao nói nhỏ cho nghe. Trình bày lại toàn bộ diễn biến trưa nay và nguyên nhân con nhỏ xuất hiện ở đây cho nó nghe. Trong cái bộ mặt đận thối ra mà không nhịn được cười, dù tình hình đang rất là căng thẳng. Ờ, là cái lúc mà tao kêu hoài mà mày không trả lời phải không? Đúng rồi, tao có ghé qua bà ba hỏi sự tình rồi. Bây giờ chỉ có đợi thôi. Nếu sắp tới mà không có chuyện gì xảy ra thì yên tâm, chứ mà có thì mệt lắm á. Thỏa mãn chưa? Không sướng ít gì đâu mà ham. Còn về phần nhỏ đó thì tao chưa có số đâu, mà mày tính mở miệng ra xin. À, cô vô lớp rồi, học đi. Trời, đúng như lời hẹn, kết thúc buổi học phụ đạo, con nhỏ đã đứng sẵn ở cổng trường đợi tôi. Vì đã rào trước cho nên thằng Long không dám bén mảng đến mà lẳng lặng ra về. Bên cạnh là những ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống lấy tôi của đám bạn đồng môn. Kéo qua cái quán nước cách đó không xa, con nhỏ vào thẳng vấn đề chính luôn. Đức, Đức kể mình nghe nguyên nhân đi. Từ đâu mà Đức thấy được cái bóng ghê rợn đó vậy? Ờ, chuyện là như vậy. Hả? Thiệt đó hả? Ừ, đúng rồi. Thật sự lúc đầu mình không có tin lắm đâu, cho đến khi tận mắt chứng kiến. Và đỉnh điểm là hai giấc mơ kỳ lạ tối hôm qua, nó ám ảnh Đức cho đến tận bây giờ. Rồi lúc trưa Trang bị như vậy nữa, chính mắt Đức đã nhìn thấy cái bóng đen nó vụt qua bên hông phòng, chính là cái vị trí mà lúc mình ở lại thám thính đã nhìn thấy đó. À, nghe Đức kể mà Trang nổi hết da gà. Sợ quá à. Lúc trưa cũng là vì bất ngờ, Trang cứ tưởng nương đứng tim rồi. Trang cúi xuống rửa mặt, vừa mới ngước lên thôi, Trang thấy không có rõ lắm, nhưng mà nó ập tới lúc nào không biết nữa. Đen xì hả, hai mắt đỏ lờm. Rồi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Ừ, Đức nói chuyện này là để Trang tham khảo thôi, đừng có nghĩ ngợi gì nhiều nữa, đề phòng vẫn tốt hơn mà. Tôi chuyển lời bà ba lại cho nhỏ. Coi bộ đã có chút sợ hãi hiện lên, nhỏ cứ quay tới quay lui giáo giác nhìn xung quanh, hai tay đang chặt vào nhau.
À, nên đó, nên mà có chuyện gì xảy ra lạ đó, Trang phải nói ngay cho ba mẹ hoặc những người có hiểu biết, người ta chỉ dẫn cho. Mình nghe nói là duyên âm á, ghê gớm lắm đó. À, Trang chỉ sợ họ đi theo để hại mình thôi. Lúc trưa có tìm hiểu trên mạng, người ta nói là không dễ gì mà nhìn thấy được ma quỷ đâu. Nhưng mà nếu thấy... Nè, nếu mà thấy được thì thấy được cả thân hình mặt mũi của nó thôi. Vậy thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Sắp thi tới nơi rồi, mình cũng đang về chừng mấy bữa nay. Nếu mà có gì lạ, có thể phải tìm người có khả năng để giúp đỡ. À, Trang có biết một người có thể giao tiếp với cõi âm á. Hả? Những lời con nhỏ nói lúc nãy thật sự rất cuốn hút, nhưng tôi lại không tin tưởng là mấy. Khi nói chuyện với bà ba, cũng không nghe bà chú trọng quá đến những người thầy pháp. Đó là còn chưa kể đến những việc này. Suy cho cùng, bọn tôi đã bị cái gì đâu, ngoài những lần hù dọa đến điếng người. Chuyện xấu hay tốt thì còn phải đợi sau. Bây giờ có muốn tìm người giúp cũng chẳng biết tìm ai. Cứ coi như nhỏ Trang đã chuẩn bị sẵn một phương án đi. Nói gì thì nói, đêm nay hy vọng sẽ không gặp phải những giấc mộng kinh dị đó nữa. Cũng mong nhỏ Trang được bình an vô sự. Từ khi cảm nhận được thế giới tâm linh ma quỷ này, tôi đã bỏ hẳn cái ý tưởng đùa cợt hay xâm phạm đến rồi. Coi như lần trước là dại dột, nhưng hại bất cập lợi. Cũng có thể nói đã khai sáng được một số vấn đề để kiềm hãm những ý tưởng ngu xuẩn sắp sửa thực hiện. Đúng là tâm linh không đùa giỡn được. Đang cuộn mình trong chăn thì má lại sai đi mua đồ. Trời này ngại ra ngoài thật sự, nhưng không biết làm sao bây giờ. Mới có gần 7 giờ tối thôi mà rét muốn cắt da cắt thịt. Tôi phải mang hai cái áo ấm mới chống chọi được. May mà chỗ bán bánh tráng nằm gần trường, cũng không xa lắm. Vừa đi ngang qua chỗ cổng trường thì bất giác tôi giật mình khi bắt gặp một hình dáng rất quen thuộc. Là thầy hiệu trưởng. Ông đang bàn tán cái gì đó với bác bảo vệ thì phải. Kỳ lạ, thường ngày thầy ấy làm gì về muộn như vậy đâu. Điệu bộ cũng rất căng thẳng. Khoan đã, phía sau còn có một bàn cúng tươm tất nữa. Hôm nay đâu phải 30 hay rằm mà lễ nghi như thế này. Có khi nào liên quan đến vụ việc nhỏ Trang ở lúc trưa hay không? Nhưng làm sao hai người họ lại tin lời của nhỏ được? Nói bác bảo vệ thì còn có cơ sở, nhưng thầy hiệu trưởng thì... Không thể kiềm hãm sự tò mò, tôi nép sát xe vào tượng quan sát. Hai người bọn họ đang trao đổi cái gì đó rất căng thẳng. Chốc chốc bác bảo vệ lại chỉ tay ra phía sau. Vì khoảng cách khá xa cho nên tôi không thể nghe rõ được nội dung câu chuyện. Chừng 10 phút sau, cả hai bắt đầu khiêng chiếc bàn có áo giấy hương đèn đi, mất hút ở sân sau. Nỗi nghi ngờ bắt đầu dấy lên. Chẳng lẽ nào suy đoán của tôi là đúng hay sao? Cổng thì đã khóa bên trong, bây giờ nhảy vào thì lại quá nguy hiểm. Chưa kể xe cộ để ngoài này và hàng loạt những câu chửi của má đang đợi ở nhà, tôi đành tiếc rẻ quay đi. À, khoan đã, có cách rồi. Không cần phải vào trong làm gì cho tốn công. Đã cúng thì phải rải đồ ra. Ngày mai cứ ra sau toilet kiểm tra. Nếu đúng là như vậy thì chắc chắn có liên quan đến vụ việc của nhỏ Trang. Sáng ngày hôm sau, vừa đến trường tôi đã chạy tọt vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Nhưng thật kỳ lạ, xung quanh không hề vương vãi bất cứ bánh kẹo ngũ sắc hay gạo muối nào. Tàn tro của áo giấy có thể được đốt trong thùng rồi mang đi, nhưng mà những thứ khác phải sót lại chứ. Tiến đến gốc cây hoa sữa sát phòng vệ sinh nữ, nơi những cái bóng trắng xuất hiện, phía dưới cũng chỉ có vài ba đốt chân nhang. Sực nhớ ra một điều, tôi vòng ngược ra sau bên hông nhà vệ sinh nam. Chính xác là chỗ này rồi. Một đống gạo muối bánh kẹo ngũ sắc vương vãi khắp nơi, tro tàn áo giấy cũng bay tứ tung ở đây. Đang yên đang lành sao lại cúng ở đây chứ, vào một ngày hoàn toàn bình thường. Vừa nghĩ đến đó, tự dưng vai gáy nhúng lạnh. Tro tàn còn sót lại bị gió cuốn bay mịt mờ, cái cảm giác rợn rợn chạy dọc sống lưng. Nơi này có gì đó hết sức bí ẩn thì phải. Không nên ở lại lâu nữa, nhân tiện tôi có việc cần phải xác minh. Nè Trang, Trang à,
Hôm qua lúc mà Đức đi về á, còn có ai vô trong phòng hỏi thăm không? Có. Bác bảo vệ á. Hả? Bác bảo vệ sao? Tôi có chút sững người khi nghe câu trả lời. Nhưng mà có thể là một lời thăm hỏi xã giao thì sao? Đúng vậy. Bác ấy có hỏi mình sao mà la hét dữ vậy? Rồi Trang trả lời sao? Thì lúc đó Trang sợ quá, cho nên kể lại toàn bộ sự việc cho bác ấy nghe rồi. Rồi phản ứng của bác ấy như thế nào? Có bảo là Trang đang quan tưởng hay là nhìn nhầm không? Không. Tại vì chưa kịp trả lời á, thì thầy hiệu trưởng đã xuất hiện ra. Mà mình thì không dám nói cho thầy biết chuyện đó đâu. Chỉ nói là do mệt cho nên ngất xỉu thôi. Bác bảo vệ, thầy hiệu trưởng, rốt cuộc có phải họ đang cất giữ bí mật gì đằng sau cái toilet quỷ quái đó không? Chắc chắn đã có sự chuyển lời từ bác bảo vệ cho thầy, và phải có gì đó nghiêm trọng hay chân thật mà bác bảo vệ mới có ý đi hỏi như vậy. Cả thầy hiệu trưởng, thường thì những việc cỏn con không mấy khi ông thân chinh hiện diện. Đức, Đức à, sao mà Đức hỏi Trang mấy cái chuyện này vậy? Trang nghe Đức nói nè. Trở về lớp với tâm trạng rất mông lung, rốt cuộc chuyện cúng kiến đêm qua là vì mục đích gì? Theo như lời Trang kể, chẳng lẽ nào một trong hai người đã từng gặp cái bóng đen đó hay sao? Sự việc của Trang trưa qua như một minh chứng rõ ràng để họ bắt đầu tin tưởng và thực hiện việc cúng kiến. Như vậy cũng tốt. Tại sao tôi lại nghĩ ngợi nhiều tới như vậy chứ? Vừa dứt cặp xuống thì thằng Long hí hửng chạy qua. Có chuyện gì mà trông nó hớn hở vậy không biết? Ê, đi chơi mày. Ủa, sắp vô lớp học rồi còn đi đâu nữa? Trời ơi, mày cập nhật thông tin dở quá. Cô bộ môn đi thăm bệnh rồi, lớp trống tiết mục á. Ủa, trường mình có ai bệnh hả? Giáo viên hay sao? Tao nghe phong phanh là hai anh em thầy hiệu trưởng đêm qua bị tai nạn. May mà thầy không có sao, nhưng mà em thầy thì khá nặng á. Sáng nay mấy cô rủ nhau đi thăm hết rồi. Thầy hiệu trưởng hả? Đúng rồi. Sao mặt mày căng vậy? Mất mấy tiết học uổng phí, tao tiếc thôi. Không lẽ đêm qua từ trường trở về ông ấy xảy ra tai nạn luôn hay sao? Nhưng mà cả hai người là anh em mà, chắc là về nhà rồi sau đó đi ra ngoài cùng nhau mới bị thôi. Sở dĩ tôi đắn đo ở chỗ đó là vì sực nhớ đến những lời nói của bà ba. Biết đâu được hôm qua ông ấy làm gì đắc tội với những vong hồn, cho nên họ tìm đến để hãm hại. Nè, trống tiết đi đây với tao không Long? Đi đâu à? Đi đi, đừng có hỏi. Đi chơi chứ đi đâu? Vừa mới hớn hở tưởng là được rủ đi chơi thật, nhưng nó ngay lập tức biến sắc khi thấy tôi rẽ hướng ra nhà vệ sinh. Ê, mày đi đâu hả? Đi điều tra một việc. Việc gì? Không biết nữa. Không đi á thì đứng đó đợi tao chút. Lặng lẽ quan sát một hồi lâu, càng nhìn càng thấy nơi này u ám, âm u lạ thường. Ban ngày ban mặt còn mờ ảo như thế này, huống chi là chạng vạng hay nửa đêm. Dòng ra bên hông phòng toilet nam, chưa kịp quan sát cái gì thì bỗng dưng thấy bác bảo vệ đang lơm khơm tìm kiếm thứ gì đó ở đằng sau. Hành động rất mờ ám. Bác bảo vệ rút trong túi áo ra một vật gì đó hình tròn tròn, rồi dùng búa đóng ghim nó lên bờ tường bên hông phòng vệ sinh nam. Dường như cảm giác được có ai đó đang theo dõi, bác đột ngột quay sang và khiến tôi không kịp trở tay. Học sinh nào đó đang giờ học sao ra đây vậy? Long ơi, chạy đi. Vội vàng đưa tay lên che mặt, hai thằng ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Thằng Long không hiểu mô tê gì, vào đến chỗ ngồi, mặt mày của nó cũng tái mét theo. Cái thằng chó. Đừng có chửi tao. Nghe đây, có lý do hết đó. Chuyện này tao sẽ nói cho mày nghe sau. Ngồi trong lớp mà trống ngực đánh lên thình thịch, lỡ như bác bảo vệ nhớ mặt rồi tìm đến thì nguy to. Hình như chỉ có mỗi lớp tôi là trống tiết một, bác ấy mà vào thì chỉ có bắt tại trận thôi. Hai lần trước đã không mấy thiện cảm rồi. Nhưng mà điều đáng lo hơn ở đây chính là hành động mờ ám lúc nãy. Cái hình tròn tròn đó rốt cuộc là thứ gì? Sao bác ấy lại lén lút đóng lên bên hông của nhà vệ sinh? Nó có phải là sự việc phát sinh sau cái bàn cúng đêm qua hay không?
bây giờ phải tìm cách để tiếp cận và xem cái tròn tròn đó là thứ gì, rồi về thuật lại cho bà ba mới được. Bây giờ chắc chắn bác bảo vệ đã canh gác, cho nên tôi không vội quay lại, mà đợi đến lúc ra về để thừa cơ tìm hiểu mà không gây ra nghi ngờ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, tôi bắt đầu vòng ra bên hông để kiểm tra. Trên bờ tường là một miếng nhựa màu vàng hình bát giác. Bên trong là một tấm gương có in một vòng tròn, nửa đen nửa đỏ. Nó gần giống với biểu tượng âm dương thì phải. Điều này chứng tỏ nó có liên quan đến ma quỷ trong hồn. Nhưng mục đích để làm gì thì tôi vẫn chưa rõ. Bất thình lình, một hơi lạnh phả thẳng vào gáy. Tôi bất giác rùng mình nhìn về phía sau. Sát bờ tường phòng học cuối cùng là 3-4 cái bóng trắng mờ đang đứng bất động nhìn về phía tôi. Giật bắn người đứng sững lại, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Hình ảnh mờ ảo nhưng lấp ló trong gương mặt lại là ánh mắt rất chăm chú và có phần sắc lẻm. Chẳng hiểu sao càng nhìn lâu càng cảm thấy ớn lạnh. Họ vẫn đứng đó hoàn toàn bất động. Hả? Vừa ngoảnh mặt lại để tránh những ánh mắt ghê rợn đang dòm ngó kia, thì tôi đâu biết rằng cái bóng đen gớm ghiếc ấy đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Chỉ vừa mới quay mặt lại thì mặt đối mặt, nó bất chợt ập đến, nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Quá hoảng sợ, tôi hét lên rồi ngã ngửa ra phía sau. Có lẽ tiếng la thất thanh đã đánh động ở bên trong. 5-7 đứa chắc đang đi tiểu ùa ra ngó nghiêng. Hay nè, trong này có sao không đi? Sao ngoài đó làm gì rồi la hét lên? Gặp rắn hả? Không phải, đừng có tiểu trong nhà vệ sinh. Thằng này điên rồi tụi bay ơi. Tiểu ngoài đó cho bảo vệ bắt hả? Ông tới kìa. Không xong rồi. Tôi lồm cồm bò dậy, cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng. Nhưng cái bóng đã không còn ở đó nữa. Nhìn ra phía ngoài thì làm gì có ai. Bị tụi bạn lừa cho một chú đau điếng thật. Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ đang có ấn tượng không tốt với bác ấy, tránh mặt vẫn hơn. Không nghĩ ngợi, cũng chẳng dám ở lại lâu nữa, tôi mau chóng chụp lại một bức ảnh rồi ra về. Không quên ngoái đầu lại xem có ai đi theo mình hay không. Bây giờ tưởng tượng rằng bọn họ đang nghi ngờ và có ý đi theo thì chắc tôi hết đường sống mất. Vẫn là cái bóng đen ghê rợn đó làm cho tôi suýt đứng tim. Kỳ lạ là tại sao họ cứ hết lần này tới lần khác cho tôi thấy mà không phải là một ai khác hay nhiều hơn. Bà ba ơi. Hả? Lại có chuyện gì nữa vậy? Cứ mày qua là tao thấy lo rầu à. Dạ, con có cái này không có liên quan, nhưng mà có người nhúng tay á, cho nên con mới hỏi bà ba nè. Bà ba biết cái này dùng để làm gì không? Tôi đưa bức ảnh chụp cái bát quái cho bà ba xem. Nhìn xong, tự nhiên bà bật cười lên ha hả. Tôi đang rối như tơ vò mà bà còn cười đùa được hay sao? Ồ, sao vậy bà ba? Cái này là bát quái, dùng để treo ở phía cửa ra vào đó, nhằm xua đuổi tà ma ngoại đạo. Theo quan niệm của ông bà, ngày xưa hộ nào mà làm nhà không có ai đứng ra hợp tuổi cúng đất cho đó, thì gia chủ tự cúng xong phải mau chóng thỉnh cái này về đóng ở trên cửa ra vào, rồi một tờ sớ đỏ buộc vào cái cây đòn tay trên trần nhà đó, và ngủ dậy thì đặt ở dưới bếp. Toàn bộ những thứ đó nhằm mục đích xua đuổi âm khí ô uế, phong long xâm nhập vào nhà. Mà bây giờ ai khùng đi đem gắn ngay bên hông tượng vậy? Nhà nào đó? Dạ là bên hông cái phòng toilet nam trường con đó. Ủa vậy hả? Đã xảy ra chuyện gì sao? Mặt bà bỗng dưng biến sắc, giọng nói đanh lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng qua tôi. Chẳng lẽ nào đúng như mình dự đoán, bác bảo vệ kim nó lên tượng là có liên quan tới những vong hồn bên trong hay sao? Dạ, chuyện là vậy nè. Tôi kể lại vụ cúng kiến đêm qua, sau khi nhỏ Trang gặp chuyện, và cái bát quái ngay lập tức được kim lên trên đó. Một trong hai người họ đã từng gặp những vong hồn, và ta chắc chắn ngoài lý do của con bé đó ra, còn có một lý do khác lớn hơn khiến cho họ phải làm những chuyện mờ ám như vậy đó.
ý mà ba là sao? Lý do khác là lý do gì? Sự liên kết nếu có gì vụ việc của Trang thì cũng là do tôi phỏng đoán và nêu ra mà thôi. Làm gì có chuyện khác nghiêm trọng mà cả trường không hề hay biết chứ. Khoan đã, tôi đúng rồi. Ê, bà ba, có cái này nè, không có liên quan lắm. Nhưng mà hồi đêm qua, hai anh em của thầy hiệu trưởng gặp tai nạn trên đường. Người em thì bị thương nặng, sáng nay cô còn phải đi thăm đó. Bị trước hay là sau khi ông ta cùng với ông bảo vệ mang đồ ra cúng vậy? Cái đó thì con không rõ nữa bà. Đặt cái bát quái ở ngoài này không những không có tác dụng mà chỉ làm cho những vong hồn thêm tức giận hơn thôi. Người dán cái này lên rồi sẽ gặp chuyện đó, không sớm thì muộn. Còn về ông thầy hiệu trưởng, bà nghi ngờ ổng cũng có liên quan. Thường những người giáo viên á, họ không có tin vô mấy cái chuyện mê tín này đâu, trừ phi là chính họ cũng đã từng gặp qua. Suy nghĩ của bà ba cũng khá tương đồng với tôi. Nhưng mà suy cho cùng, nếu như không ảnh hưởng đến mình thì thôi vậy. Tôi hỏi chỉ để đề phòng thôi, và có thêm chút kinh nghiệm để đối phó với ma quỷ. Bây giờ vẫn cứ quan sát tình hình, kể cả phía nhỏ Trang. Nếu như không xảy ra thêm chuyện gì nữa thì chính thức rút lui khỏi vụ này. Thiệt tình lúc ba bốn cái bóng trắng xuất hiện ra, rồi lại cái bóng đen ghê rợn đó ập tới, tôi vẫn còn ám ảnh cho đến tận bây giờ. Cảm giác ở gần rất nguy hiểm và kinh khủng. Cảm tưởng họ có thể xuống tay hại mình bất cứ lúc nào mà họ muốn. Dù việc tự dưng cúng kiến rồi đặt cái bát quái lên đó, theo như lời bà ba định nghĩa, xem ra là thời gian tới phải chú trọng quan sát thật kỹ bác bảo vệ. Còn về phần anh em thầy hiệu trưởng, chắc chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Vì lúc tôi bắt gặp, trông thầy vẫn rất lành lặn và bình thường mà. Chiều nay đi học phụ đạo, vừa vào cổng trường đã thấy thầy hiệu trưởng đang đứng bàn bạc gì đó với bác bảo vệ. Trên tay băng bó lại vài chỗ. Như vậy vụ tai nạn là có thật. Càng lúc càng thấy cả hai người rất mờ ám. Dạ, em chào thầy. Đang chăm chú nói chuyện, nghe tiếng chào bất ngờ từ phía sau lưng, cho nên thầy cũng có hơi giật mình. Kẻ liếc qua thấy bác bảo vệ hơi cau mày một chút. Chào em. Dạ, sáng nay em nghe nói thầy với em trai của thầy bị tai nạn, tình hình sao rồi thầy? Thầy cảm ơn nghe. Chỉ xây xác nhẹ thôi, nhưng mà vẫn cần theo dõi ở bệnh viện đó. Dạ, ơn trời. Dạ thôi em xin phép. Dạ con chào bác. Bác bảo vệ chỉ khẽ gật đầu, mắt còn đang nhìn tôi rất chăm chú. Chẳng lẽ nào bác biết tôi là cái thằng nhìn lén bác khi sáng hay sao? Nhưng bây giờ có tố tụng cũng đã phai mất rồi. Mặc dù không muốn dính líu vào chuyện này, nhưng hành tung mờ ám của hai người họ và trí tò mò của tôi đang bị kích thích dữ dội. Bác ơi bác, cứu bạn con chứ bác ơi. Tôi vừa quay đi thì có một con nhỏ không biết học lớp nào quýnh quán chạy tới, miệng không ngừng la hét cầu cứu, trong vẻ mặt nhỏ tái mét đến tội nghiệp. Có chuyện gì vậy? Dạ, bạn con bị kẹt trong toilet nữ. Bác cứu với. Toilet nữ? Nhưng làm sao lại kẹt được? Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi vội vã chạy theo bác bảo vệ ra đằng sau. Khối chính quy đang học, cho nên sân trường vô cùng vắng vẻ. Chỉ có dãy lớp 12 là bắt đầu xôn xao lên khi thấy những bước chân vội vã hừng hực của mấy người bọn tôi. Ở đâu? Dạ, ở trong đó đó bác. Con ra ngoài đợi. Bạn con vào thì những cánh cửa tự chốt lại, rồi trong ngoài không có mở được luôn bác à. Tôi với bác bảo vệ ra sức đẩy, nhưng không tài nào mở ra được. Bên trong vẫn vang lên những tiếng rầm rầm đầy kỳ lạ. Nè, cô bé, cô nghe bác nói hay không? Bác bảo vệ hét to, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Tiếng la cũng đánh động đến những khối xung quanh. Học sinh bắt đầu ùa ra hống hớt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có liên quan gì đến những vong hồn đó hay không? Sau khi bác bảo vệ hét lên thì cái âm thanh rầm rầm cũng im hẳn. Tuy nhiên cố hỏi lại 2-3 lần vẫn chẳng thấy ai hồi âm. Nè, ở đây canh chừng, có gì báo cho bác liền.
bắt đi lấy đồ nại cửa ra. Dạ được. Lúc này thầy hiệu trưởng và những cô giáo bộ môn khác cũng bắt đầu xuất hiện. Họ xúm lại nghe cô bé bạn của nạn nhân giải bày sự việc. Thầy hiệu trưởng có vẻ đang rất hoảng sợ thì phải. Về phần mình, tôi tiếp tục quan sát xung quanh. Nói không chừng chút nữa sẽ có thứ mình cần thấy thôi. Tiếng đập cửa bất thình lình vang lên, khiến cho tất cả đều phải hoảng sợ, lùi lại hết về phía sau. Cùng lúc đó, bác bảo vệ cũng vừa mang cây xà beng đến. Nè, mọi người tránh ra, mau lên. Hả? Khoan đã. Bác ấy chưa kịp đưa cây xà beng vào thì bỗng dưng cánh cửa tự động mở ra. Thân thể con nhỏ kia cũng đổ ập xuống nền đất. À, chị ơi. Nè, mọi người mau gọi xe cấp cứu đi, mau lên. Ở bên trong, ba bốn cặp mắt đỏ lộm đang nhìn ra bên ngoài. Trên mỗi gương mặt gớm ghiếc là những nụ cười đầy ma mảnh. Cả đám đông náo loạn trước cảnh tượng hết sức hãi hùng vừa xảy ra. Bác bảo vệ hô to, vừa vội vã bế con nhỏ ra ngoài. Tôi thì vẫn đứng sững sờ, không thể đụng đậy tay chân được nữa. Đáng lý ra mình phải là người lao đến trước tiên, nhưng ba bốn cặp mắt đỏ lợm đã đánh gục mọi ý chí dũng cảm. Bọn chúng đứng im quan sát từng cử chỉ hành động của bác bảo vệ, rồi bất giác liếc mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt như có tính sát thương rất cao. Chỉ cần nhìn trực diện, cảm giác toàn thân lạnh buốt, gai ốc nổi cả lên. Cả trường đã luống cuống theo chân bác bảo vệ, chỉ còn mình tôi đang đứng đối diện với ba cái vong hồn. Không phải là cố chứng tỏ một điều gì, nhưng mà chẳng hiểu sao chân cứ dính chặt xuống đất. Cảm giác ớn lạnh nổi lên, không tài nào xoay chuyển người được. Bọn họ cứ đứng đó mỉm cười, mắt trân trân không buồn chớp lấy. Đức à. Một cái đập tay thật mạnh vào vai, tôi giật mình quay lại. Chẳng hiểu sao lúc đó thân thể cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Trang. Nè, sao Đức ở đây? Đức. Tôi nhìn lại chỗ toilet nữ thì không thấy cái bóng nào. Chỉ trong chớp mắt họ đã biến mất rồi. Vậy còn cái níu chân lúc nãy, đừng nói là... Không, chỉ là mình quá sợ cho nên nhất thời như vậy thôi. Đức à, có chuyện gì vậy? Con nhỏ thấy tôi đang luống cuống cũng bắt đầu sinh nghi, lập tức nhìn thẳng về phía nhà vệ sinh. Không, đi ra đây rồi nói chuyện. Con nhỏ kia đâu rồi? Nãy Trang tưởng còn ở đây cho nên ra xem, chắc ở ngoài kia rồi đó. Nè, đi với Đức, nhanh lên. Vội vã chạy ra cổng trường, tiếng xe cấp cứu đang vang lên inh ỏi. Con nhỏ đã được vào bên trong. Xung quanh là những gương mặt bàng hoàng, xen lẫn hàng loạt tiếng bàn tán. Ai cũng đang dựng cho mình một hoạt cảnh kinh dị hết. Phía bên ngoài, thầy hiệu trưởng và một số giáo viên khác cũng lập tức lên đường. Con nhỏ bạn của nạn nhân đang đứng ở chỗ phòng hội đồng, mặt cắt không còn giọt máu. Đám đông hiếu kỳ xúm lại hỏi, nhưng cô bé vẫn còn đang rất hoảng loạn. Trang biết nhỏ đó học lớp nào hay không? 12 năm, cũng sát lớp Trang á. Sao vậy Đức? Nhờ Trang cái việc này, chịu hẹn nhau cổng trường nha. Được rồi. Con nhỏ hơi bàng hoàng khi nghe tôi thuật lại việc giáp mặt với ba vong hồn và sự liên quan của họ đến việc này. Về phần điều tra, thân con gái với nhau cho nên Trang sẽ dễ dàng hành động hơn. Càng lúc càng thấy những chủ đích xuất phát từ đám vong hồn. Rốt cuộc họ đang muốn cái gì đây? Hết người này đến người khác. Tuy điều đó khiến cho tôi cảm thấy mình không phải là nạn nhân duy nhất và mối lo ngại cũng dơ dần đi. Nhưng tại sao họ lại hành động như vậy? Họ đang muốn đuổi tất cả ra ngoài, không ai được tiểu tiện hay lại gần nhà vệ sinh hay sao? Họ không muốn nơi trú ngụ bị xâm phạm, hay là lý do quất lấp khác nữa? Tan học, đứng ở cổng trường đợi mà sốt ruột vô cùng. Nhỏ Trang giờ vẫn chưa xuất hiện ra. Lây quay nhìn qua nhìn lại thì thấy Trang đang đi cùng với cái bạn của nạn nhân luôn. Trời đất, sao phải nhiệt tình như vậy chứ? Bản thân mình có giúp đỡ được cái gì đâu, lỡ dây dưa rồi hỏng việc. Vừa mới gặp mặt, Trang đã nháy mắt tôi một cái rồi quay sang nói chuyện với nhỏ kia. Đức à, đây là Chi, học cùng lớp với bạn Vân á, là cái bạn lúc nãy bị đó. Bây giờ tụi mình qua bệnh viện thăm Vân đi, có gì Đức xem xét nha. Hả?
Ờ, được được, rồi, đi thôi. Dù không hiểu hàm ý là gì, nhưng những cái nháy mắt liên tục của Trang nói lên rằng nhỏ Chi đã có chút tin tưởng với bọn tôi rồi. Không biết là nhỏ đang dựng lên những chuyện gì. Thôi thì cứ đi đã rồi tính sau. Theo thông tin nhận được thì con nhỏ đã được đưa xuống phòng bệnh, vậy là không sao rồi. Tôi với Trang định vào cùng, nhưng nhìn vào bên trong, bọn cùng lớp đến thăm nhiều, chỉ có cả thầy cô nữa, cho nên thôi ở ngoài. Hai đứa kéo ra dãy ghế chờ gần đó ngồi. Nhìn nhỏ Trang đang có vẻ rất nghiêm túc. Trang à, có chuyện gì mà nãy đá mắt liên hồi vậy? Tại Trang lỡ miệng nói đứt á, có năng lực nhìn được tâm linh. Sự việc lúc nãy rất dễ liên quan tới ma quỷ, cho nên bạn ấy mới nói kêu Đức đi chung á. Chút nữa hỏi coi bạn Vân kia gặp hiện tượng gì, có phải là giống mình hay không. Vì sau hôm đó đó, Trang về có hỏi cái thầy mà hôm bữa kể cho Đức nghe á, thầy nói á là mình bị ma trêu rồi. À, ra là vậy. Việc này chắc chắn có liên quan tới ma quỷ á. Lúc nãy chính mắt Đức nhìn thấy, chứ là không hiểu bọn họ muốn vậy để làm gì. Tại sao trước đây không có mà bây giờ thì lại lộng hành tới như vậy? À, Trang, Đức, hai bạn vô đi. Nhỏ Vân đã hồi tỉnh, đang nằm ngơ ngác nhìn theo chúng bạn đã ra về. Hai người lớn tuổi vừa nãy chắc là ba mẹ của nhỏ. Thấy người lạ, nhỏ có vẻ hơi hoảng sợ e dè. À, hai bạn là... Ờ, không sao, bạn ngồi xuống đi, từ từ rồi mình nói chuyện. Ờ, không, đỡ mình dậy đi, mỏi lưng quá à. Bạn là Đức, còn bạn là Trang phải không? Ừ, đúng rồi, chắc Chi cũng đã nói cho bạn nghe rồi phải không? Lúc nãy bạn đã gặp những gì vậy? Hãy kể lại chân thật nhất cho bọn mình nghe đi. Chuyện này rất là quan trọng, không có chủ quan được đâu. Nhưng mà mình sợ lắm. Con nhỏ thiếu điều muốn bật khóc thành tiếng. Nước mắt đã chan chứa trên khóe mắt, làm cho nhỏ Trang cũng phải mau chóng dỗ dậy. Hơn ai hết, Trang là người hiểu rõ cảm xúc lúc này. Nè, không sao rồi, ướt hết tóc rồi nè. Lúc nãy mình với Chi vào trong được một lúc thì Chi ra ngoài đợi. Mình đang rửa mặt, đang rửa mặt thì... Nhỏ Vân tự dưng rùng mình, ngồi bó gối lại, trong ánh mắt rất sợ sệt. Nhỏ cứ nhìn tới nhìn lui như có ai đang ở xung quanh đây vậy. À, lúc đó bất chợt có người đang đứng ở phía sau lưng. Nè, cái gương mặt đen xì, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía Vân, có đúng không? Hả? Sao Đức biết được chuyện đó? Đức thấy... Đức có thấy giống mình hả? Không những Đức, mà kể cả Trang á, cũng từng nhìn thấy y hệt như Vân vậy đó. Đó là lý do mà tụi mình qua đây. Vân kể tiếp đi, sau đó thì như thế nào? Lúc đó mình sợ quá à, tính la lên, nhưng mà miệng cứ bị đông cứng lại. Rồi mình quay lại nhìn, không thấy người trong gương đâu nữa. Lúc đó tính chạy ra ngoài thì đột nhiên cửa đóng sầm lại. Ở bên trong ba bốn cặp mắt đỏ lợm dây lấy mình. Mình sợ quá ngất xỉu luôn. Tên vậy thì thấy ở đây. Mình sợ lắm. Đó là ma, là quỷ phải không Đức? Nó có làm gì mình không? Mình phải làm sao đây? Ờ nè, không, đừng có lo. Chắc nó chỉ ghẹo Vân thôi. Mình với Trang cũng đang đề phòng mấy bữa nay, nhưng mà không có thấy gì hết. Cho đến khi Vân bị đó. Yên tâm đi, không sao đâu. Chuyện này mình sẽ nhờ người giải quyết triệt để. À, hả? Bạn Đức là thầy Pháp hả? Ờ không, Đức đang cố để trở thành thầy Pháp. Và nghỉ ngơi đi. Nè, chỉ canh chừng Vân nghe. Đức với Trang ra ngoài chút. Lần này không phải là một, mà là ba bốn vong hồn khác xuất hiện. Tại sao bọn họ lại lần lượt cho đám học sinh thấy và làm trò hù dọa như vậy? Thầy hiệu trưởng, bác bảo vệ, chiếc bàn cúng và cả cái bát quái, rốt cuộc có vai trò gì trong chuyện này? Phải điều tra cho rõ mới được. Bây giờ không muốn dính líu vào cũng không được nữa rồi. Cứ cái đà này, không còn ai có tâm trí đi học nữa đâu. Dám chắc rằng sáng ngày mai trường sẽ rầm rộ về cái vụ này cho coi. Đó cũng là một ý hay. Càng rầm rộ càng dễ lộ sơ hở. Bây giờ cứu tinh chính là bà ba. Nè, Trang có bận gì không? Đi qua đây với Đức đi. À, không. Mà đi đâu vậy? Vậy chút nữa Đức chở Trang về nhà luôn được không? Bữa nay lỡ gọi qua ba nói là qua đón muộn rồi. Ừ, đi thôi.
Vừa thấy tôi với nhỏ Trang xuất hiện, bà ba đã cau mày nhăn nhó. Có lẽ bà cũng thừa hiểu tôi qua đây vì chuyện gì. Không phải tức vì bị làm phiền đâu, mà là tức cho tôi không chịu nghe lời. Tao đã báo rồi, đừng có dính líu tới cái chuyện này, không có giải quyết được cái gì đâu. Nhưng mà nó dọa hết người này tới người khác, con không thể nhìn thấy mà khoanh tay được. Vậy chứ con định làm cái gì? Con có muốn chết không? Sao bậy ngu vậy Đức? Người ta không hại mình thì thôi, dọa thôi mà. Vậy người ta dọa để làm cái gì vậy bà ba? Rồi sao biết chắc được là họ không hại mình được? Bạn con hôm nay suýt chết vì bọn họ đó, như vậy không tính là hại sao bà? Được rồi, vậy bây giờ á, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Bây giờ họ liên tục cho người khác thấy rồi, còn có ý hù dọa nữa, thì mục đích là cái gì vậy bà ba? Theo như bà biết á, thường họ làm vậy vì là cái nỗi uất ức. Một là bị làm phật lòng, đang được hương khói đều đặn á, thì bỗng dưng bị ngưng hẳn. Hai là do bị xâm phạm chỗ ở, hoặc di dời đánh chiếm mà không có cái gì thay thế để họ về ngự nữa. Ba là họ chỉ thích đùa giỡn với những con người có căn mạng lớn thôi. Dạ con hiểu rồi. Nếu mà vậy thật á, thì mình phải làm thế nào đây bà? Đáp ứng nhu cầu của họ. Bằng cách nào chứ? Gặp trực tiếp. Bà ba nói không sai, dù bằng cách này hay cách khác cũng phải đối diện trực tiếp mới mong hiểu được chủ đích của họ là gì. Thế nhưng như vậy là quá mạo hiểm, nhất là bây giờ tôi vẫn không có một hướng đi hay một chỗ dựa nào. Chuyện này không phải là bắt buộc, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, khi tôi với Trang vẫn bình an vô sự. Nhưng nếu phớt lờ đi thì lại thấy áy náy trong lòng. Nè, bây giờ Đức tính sao? Đức không biết nữa. Nữa muốn nữa không, mà có muốn á, cũng không biết bắt đầu từ đâu và bằng cách nào. Nếu mà chọn đột nhập như hôm bữa thì chắc không khả thi rồi. Vừa sợ, rủi ro, nhất là họ quá đông và đáng sợ vô cùng. Ánh mắt họ nhìn mình á, không mấy thiện cảm. Trang cũng vậy, sợ quá à. Từ bữa tới giờ vẫn còn ám ảnh nè. Tối ngủ mà cứ như có ai đó đứng ở trong phòng vậy. Nhưng mà bây giờ để bọn họ lộng hành như vậy thì cũng không được. Trước sau gì cũng thành chuyện lớn thôi. Nếu mà hôm nay không may Vân quảng hốt rồi trượt chân ngã đập đầu vô đâu đó, có phải là nguy hiểm tới tính mạng hay không? Đó là còn chưa kể những sang chấn tâm lý sau này nữa. Đầu tiên là ám ảnh, kế đến là nỗi sợ hãi luôn thường trực và càng kéo dài. Chắc chắn rồi cũng trở nên điên loạn thôi. Hai đứa im lặng một hồi lâu trên đường về nhà Trang. Có lẽ ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Sợ không? Sợ chứ. Nhưng mà có cái gì đó cứ thôi thúc trong lòng. Thà quất mắt thì thôi, giáp mặt cũng xảy ra rồi, hù dọa cũng bị rồi, bây giờ quay lại cái vòng lặp đó, có gì đâu mà bất ngờ nữa. Tất cả mọi thứ đang đợi ngọn lửa dũng cảm châm vào để được thổi bùng lên mà thôi. Trang à, cái người thầy Pháp mà Trang nói có ở gần nhà Trang không? Có, là người quen của gia đình Trang á. Nhưng mà sao? Đức đừng nói là Đức muốn... Đúng rồi. Nhưng lỡ lời bà ba nói là sai thì sao? Lỡ như họ hoàn toàn không có ý định gì ngoài việc hù dọa, hay là cố tình tìm người hợp mạng thì sao? Trang nghĩ là không nên đâu. Đức không thể làm gì được trong chuyện này hết. Thường thì người ta hay nghĩ là mọi việc quá sức cho đến khi họ chính thức bắt tay vào làm. Coi như là đi tham khảo thôi Trang. Nếu mà cảm thấy không được thì tụi mình rút lui, đâu có ai ép buộc đâu. Lẽ ra Đức phải rút lui ngay từ bây giờ chứ. Nè, tí nữa chở đi uống trà sữa ha, bây giờ chỉ đường đi. Đức thiệt là, cuối đường nhà mình có cái quán trà sữa ngon lắm á. Tí ghé vô cho gần. Nè, quẹo vô đây nè. Con nhỏ chỉ tôi đến một căn nhà cấp 4 nhưng khang trang vô cùng. Trước sân là một cái miếu thờ to tướng, khói bay lên nghi ngút, len lỏi qua những hàng cây cao vút tận mây xanh. Không gian thiết kế theo kiểu mộc mạc, trông yên bình vô cùng. Ở này Trang, mình nên xưng hô với người đó là cái gì? Gọi là cậu Sơn được rồi. Cậu Sơn chính là người đang ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế gỗ, miệng phì phèo điếu thuốc,
mắt dán vào cái hồ cá ở bên cạnh. Nghe tiếng bước chân, thấy người lạ coi bộ cậu rất dè chừng. Gọi là cậu, chứ thật tôi đoán chắc người này ngoài 30 thôi. Thôi thì người ta kêu sao thì mình gọi vậy. Những bạn trai qua ra mắt cậu hả bé Trang? Dạ đâu có đâu, chuyện quan trọng lắm á cậu. Vậy nhờ cậu coi ngày lành tháng tốt để du quy đúng không? Cái này phải nói ba mẹ qua nghe không? Con nhỏ không có đi coi được đâu. Mà cậu này trông cũng ra dáng đó, càng lớn mạng lớn, bản lĩnh liều mạng. Không phải mà, cậu cứ chọc con hoài à. Nè chàng trai, làm điếu không? Dạ không không, con không có biết hút. Cậu ơi, có chuyện này con muốn hỏi cậu nè. Đây, cho một tờ, lọc đó. Cậu xẻ ra cho tôi một tờ giấy bạc, được gói ghém cẩn thận. Không biết bên trong là thứ gì, đừng nói là gài ma túy thì đi trong thôi. Nhưng thôi phải phép thì nhận. Kẻ gật đầu cảm ơn, tôi bắt đầu thuật lại toàn bộ sự tình cho cậu Sơn nghe. Trong ông ấy có vẻ không chú tâm lắm, chốc chốc cứ quay mặt vào trong, lúc thì lại ném đồ cho cá ăn. À, được rồi. Trang à, con vô nhà lấy bánh đậu xanh ra đây, pha giúp cậu ấm trà nghe. Đợi chút nữa có người về báo thì cậu nói tiếp. Hả? Người là người nào vậy cậu? Đi rồi, đợi một chút đi. Đừng có nôn nóng cậu trai trẻ à. Ngồi xuống đây. Nhìn điệu bộ và cử chỉ của cậu Sơn, cứ thấy thông dong tự tại vô cùng. Có điều thái độ càng cợt nhã, càng không thấy có chút hy vọng nào. Thôi thì coi như đi thưởng lãm ngôi nhà một chút cũng được. Về rồi. Bất chợt ông ấy bật cười khanh khách, vẫy vẫy ai ở ngoài cổng. Tôi với Trang giật mình nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì. Cứ thấy ông ta kỳ quái như thế nào đó. Căn nhà ở Hương Nam, nếu mà là nhà ở thì quá tốt đó chứ. Nhưng mà thành một nơi ô uế thì nguy hiểm vô cùng. Quả đó, ai cho xây căn nhà này? Dạ, chắc là thầy hiệu trưởng, vì ông ấy chức cao nhất trong trường mà. Tại sao lại lấn sang nhà của người ta, đặt cái thứ ô uế lên đầu lên cổ? Để ta nhìn coi. 1, 2, 3, 4. Ôi trời ơi, nhiều lắm. Sao lại dỡ luôn cái nơi trú ngụ của người ta? Vỡ đó, phạt đó. Nói cái người cho xây căn nhà này phải coi chừng. Cái người mà di dời chỗ trú ngụ của người ta đi á, cũng phải cẩn thận luôn. Quả lớn đó, không có đùa được đâu. Vậy bây giờ phải làm như thế nào thì họ mới tha cho mình vậy cậu? Khó lắm. Người âm tâm tính nặng nhẹ khó đoán, họ có muốn hay là không thôi. Phải nương nhờ vào thiện chí của người trần. Nhưng mà ai làm thì để người đó tự giác ngộ đi. Ai nhúng tay vào, nó bẻ gãy cổ ngay. Chẳng chết đó, chứ không có dọa như mấy hôm nay đâu. Cậu Sơn nhấn mạnh hai chữ dặn chết, như muốn cảnh báo tôi đừng có dại dột chấn thân vào. Nhưng mà kỳ thật cậu nói đến đâu, gai ốc nổi lên đến đó. Lúc nãy là cậu bảo đợi ai, hành động vẫy tay đó là như thế nào, cho từ nhà vệ sinh, làm sao biết được chính xác nó ở hướng nam, trong khi tôi còn chưa kịp đưa ảnh cho cậu xem. Chẳng lẽ nào cậu Sơn thực sự có năng lực liên kết được với cõi âm, hay chính xác hơn là ma quỷ hay sao? Cậu ơi, con vẫn chưa hiểu cái đoạn di dời hay là xâm chiếm chỗ trú ngụ của họ là sao vậy cậu? Con tưởng là họ giấc dưỡng chứ. Trước hết là con phải hiểu âm dương nghĩa là như thế nào. Ta sẽ lý giải theo một cách thông thường và dễ hiểu nhất nha. Dương là người trần mắt thịt, âm là vong hồn, là ma quỷ. Những vong hồn ma quỷ là do đâu mà có? Chính là do người trần mắt thịt quá kiếp tạo ra. Lúc còn sống thì lại trong trời sáng để đi làm, đi ăn, đi tìm kiếm mưu cầu hạnh phúc các thứ. Nhưng mà khi chết đi thì lại mong trời mau chạng vạng, mau tối, mau về nửa đêm, để được đi lang thang kiếm chút lộc trần. Lộc trần tức là hương khói nhang đèn đó. Người sống sau một ngày làm việc chất giả, bất cứ thứ gì có mái che trên đầu đều có thể gọi là nhà, và đó là nơi để quay về. Thì lúc chết, vong hồn cũng vậy thôi.
Nhưng mà nhà thì có Phật, có Thánh, có thổ thần đất đai, làm sao mà nương nhờ được. Vì vậy họ phải buộc chọn một cách khác, đó là quay về đúng cái nơi mà mình được chôn, hoặc là chọn một cái gì đó lâu năm, đủ to, đủ lớn, đủ rậm rạp, mà không có Phật Thánh hay thổ thần ngự trị, cho ẩn mình vào trong đó. Đó có thể là một cái cây cổ thụ lâu năm, một căn nhà quan không ai thờ cúng. Thế rồi đùng một cái, người trần tới chặt cái cây đó đi, hay dỡ bỏ căn nhà đó đi. Nếu địa vị là con đó, con sẽ phản ứng như thế nào? Ừ, dạ, chắc con sẽ sống chết với họ cho đến khi đòi lại được cái thứ của mình á. Ừ, đúng rồi. Trong Phật giáo, đó là những cái khổ hạnh, cái phạm lớn nhất của con người, thứ làm cho người ta dễ thù hận, dễ phẫn uất nhất, chính là việc bị lấy mất đi những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nhưng cái chữ nhân này rất quan trọng đây. Hiểu thấu được chữ nhân này mới gọi là thấu đời. Một cái cây cổ thụ, một ngôi nhà bỏ hoang đều không phải là do vong hồn trồng được, làm ra hay là sở hữu. Thế nhưng khi trú ngụ vào rồi, họ sẽ mặc định đó là nhà của mình, là cái thuộc về mình. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra ở đây. Thường thường thì rất hiếm khi người ta nhìn thấy hay cảm nhận được sự hiện diện của ma quỷ hay là vong hồn lắm, trừ khi những ai có năng lực hay trông cậy vào một chữ duyên thôi. Mà người trần mắt thịt thì có cái thói rất hay, tức là những gì không thuộc về mình thì lại cứ bỏ mặc, cần thiết thì thẳng tay loại trừ, miễn là đem lại lợi ích thôi. Ai, họ chặt đi cái cây cổ thụ, họ đập bỏ căn nhà quan, mà đâu biết rằng bên trong đang có ai, có những gì. Không phải của mình, không bận tâm. Đó là một cái nghiệp. Những cái cây, những căn nhà bỏ quan thực chất không thuộc sở hữu của những vong hồn, họ chỉ nương tựa dựa dẫm vào mà thôi. Ấy vậy mà cũng dội nổi giận, quất ức lên, thậm chí có ý xâm hại đến người trận. Đó cũng là một cái nghiệp. Nghiệp đây chính là cái hạnh sân si mà hai cõi đều không thể tránh khỏi. Còn có biết cái biểu tượng âm dương hay không? Dạ có. Là một cái vòng tròn được chia làm hai nửa, nửa đỏ với nửa đen. Vậy nếu là con sẽ chọn màu nào để tượng trưng cho cõi dương vậy? Dạ, chắc con sẽ chọn màu đỏ. Ừ, đúng rồi. Con hay ta hay bất kỳ ai cũng sẽ chọn màu đỏ thôi. Đó chính là cái khổ hạnh khác của người trần, tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là trung tâm của vũ trụ, là chân lý, là đúng đắn. Nhưng mà người ta quên mất rằng hai nửa vòng tròn đó hoàn toàn bằng nhau, luôn luôn song hành với nhau. Hai màu đen đỏ suy cho cùng cũng chỉ để không lẫn lộn mà thôi. Con thử che mất đi một bên xem có còn là cái hình tròn nữa hay không. Dạ, không thể nào. Đúng rồi. Vậy tại sao lấy đi của người âm một thứ mà không chịu bù đắp lại cho họ một thứ khác chứ? Tại sao chỉ biết nghĩ đến mọi lợi ích của bản thân thôi? Đó là thứ đạo lý gì của người trần vậy? Những gì không thể nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Đã quỳ lại dưới chân thần Phật thì buộc phải có sự bao dung và có cái nhìn đúng đắn về vong hồn ma quỷ. Nghiệp chướng đã có trời đất định đoạt, thế nhưng những sự việc trước mắt phải cần làm cho đúng đạo trước đã. Thứ gì không thuộc về mình càng phải trân trọng. Biết đâu đó là lẽ sống, là hơi thở của người khác thì sao? Nếu mà lỡ tay phá bỏ nó đi thì phải cố mà bù đắp lại một thứ khác tương đồng chứ. Giữa làn tranh âm dương đó, dù đang tồn tại ở bên nào đi chăng nữa, chỉ cần ham muốn lệch lạc về một phía, chắc chắn nó sẽ chôn vùi con tới mức không thể sống được. Vong hồn chết ở cõi sống, người trần đọa đầy ở cõi chết, lẫn quẩn hoàn lẫn quẩn thôi. Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn cậu. Hiểu là tốt. Ăn bánh đi con. Những lời giáo huấn của cậu Sơn đã đi thẳng vào tâm can tôi. Hàm ý trong từng câu nói thực sự đáng giá hơn bất cứ loại trang sức nào.
Thì ra là như vậy. Bằng mọi giá phải trả lại công bằng về nơi mà nó buộc phải thuộc về. Giữa làng ranh âm dương chắc chắn phải tồn tại sự công bằng. Còn về nghiệp chướng hay đức độ, đã có trời, có đất định đoạt. Trang à, tối nay có bận gì không? Tôi với Trang ghé vào quán trà sữa ở gần nhà nhỏ. Trời lạnh mà đông khách thật. Lựa một góc ở gần cửa sổ, ngắm đường phố tấp nập, tự dưng những lời nói của cậu Sơn lại bất chợt ùa về. Tại sao chỉ nghĩ đến mỗi lợi ích của bản thân? Đó là thứ đạo lý gì của người trần vậy chứ? Đúng, rốt cuộc đó là thứ đạo lý gì? Ai là người đã gạt bỏ đi sự đúng đắn để làm ra cái chuyện này? Xâm chiếm, di dời chỗ ở. Chẳng lẽ nào cậu muốn ám chỉ đến cây mận và hàng cây bàn năm xưa hay sao? Hay là vị trí nhà vệ sinh mới này xây trên chỗ vong hồn đang trú ngụ, cho nên người ta mới tức giận mà xuất hiện ra để cảnh báo? Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma Đừng phạm vào nơi ở của người khuất mặt, tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần cuối của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Nguyễn Huy xin tạm biệt.